Xe của tôi xịn lắm. Đĩa đằng sau có camera coi đàng hoàng. Mình chỉ chuẩn bị nhìn đằng trước mà coi. Nhưng mà thưa quý vị, vì lái xe 35 năm rồi, ok, cho nên quen tật cũng quay đằng sau mà nhìn thôi à. Thưa quý vị đó. Ây da, nóng quá vậy. Ây da. Bao nhiêu năm rồi.